Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên Vlog nha. Thấy chưa ta? Thu được nhiều quá hả? Mấy loại chè anh? 7 loại chè. 7 loại chè. 7 loại chè 5 ly. 7 loại chè 35 ly. Mỗi loại là 5 ly. Đây là 7 loại chè 35 ly nha cô chú anh chị. Sao mình lao lao cho sạch cái xíu. Có chè trứng, bàn chè. Bàn chè. Bàn là 35 ly. Này chè mới nấu luôn ha. Chè mới nấu nóng nóng mà. Dạ. Nóng hổi à. Bốc khói không chị? Không, nó còn ấm luôn á. Tại vì mình biết mà. Cái này em mua ở đâu anh? Anh mua chợ Việt Nam em. Chợ Bến Cát hay chợ Sài Gòn anh? Chợ Bến Cát. Mua Bến Cát. Mua tiếng cá. Bán cá. Đây nó hơi xì nước ra. Quay sơ qua. Ly chè 35 ly nha cô chú. Bảy loại xem ha. 35 ly chè. Ủa cái này là của khán giả nào anh? Cái đây hả? Cái đây có một chị giấu tên ở Úc á. Dạ. Rồi, cảm ơn của một chị giấu tên ở Úc nha. Bây giờ chắc là mình thấy cũng có đám đó mà gọi đến cộng đầu năm buổi chiều ngày hôm nay ha mọi người ha. Để rồi. Mình check cho thằng Hà này. Cái, liên, cái đó nó hơi cong rồi anh. Đúng rồi, bốn hàng á, anh muốn làm thêm hàng thứ năm rồi đó. Đây quá. Có đứa có đứng đằng trước mới đẹp. Nó đeo đeo đó. Đúng rồi, đưa coi đeo đó. Chút xíu ra mình rồi. 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 Tao muỗng ra đi để trên đây luôn ha. Để trên đây luôn. Quá, không có tốt. Không, bây giờ muỗng anh đừng có để đây, hơi mình khiêng ra nó rớt hết. Rồi. Anh khiêng ra ngoài rồi anh hãy để muỗng lên. Bây giờ mình mất rồi nữa cái tay canh nó dơ quá. Thôi này cầm đi anh kinh ngoãn luôn, kinh ngoãn luôn anh ơi. Đi đi. Xin chào cả nhà trên kênh Tâm Sài Phố nha cả nhà. Thì bây giờ là mâm chè 35 phần chè là 7 loại. Nhưng mà bây giờ thì Linh lên để cúng cậu nha cả nhà. Vũ Linh nha cả nhà. Thì khi mà nghe tin là hả mộ chuẩn bị xây rồi cả nhà thì cúng chè và giống như là một cái lễ trước khi là xây mộ cho nó rồi giải không? Wow. Cứ sáng giờ là khi mà nghe tin là ngày mai xây mộ thì bây giờ là hả cúng quá trời cúng luôn. Có đúng không? Có đúng ngày mai xây mộ. Thì tôi nghe ai nói ngày mai xây đó. Biết là như thế nào đúng không anh? Vậy có chính xác thì người ta mới nói đúng không? Chứ đâu có ai mà không đâu mà nói. Mộ của cậu thì mọi người cũng đã thấy là được chuyển đến đặt bên ngoài rồi. Bây giờ chỉ là thiếu cái mão cẩu vào thôi. Có thể là mão là sẽ ráp sao? Ráp sao? Đúng rồi. Nhưng mà không biết điêu khắc ngoài kia, điêu khắc trong đây ta? Hả? À, không, điêu khắc tại đây luôn. À, điêu khắc tại mộ. Vậy là bây chắc giờ là không quay được tại mộ rồi đó. Thì người nhà cũng nói là trong tuần này, cho dù cái mão nó chưa có xong thì cũng phải trong tuần này cũng phải là đem bia vào đây ráp. Dạ. Mà từ đây đến cuối tuần còn 1-2 ngày chứ nhiêu. Tên chuối. Cũng vô cặp đây là nhà 7 loại chè. Thì qua đây cũng xin giới thiệu với tất cả cô chú anh chị là chè. Đây là cái ly màu trắng đó là cái này là tổng cộng là 5 loại chè đúng không anh? 7 loại. À 7 loại chè, mỗi loại có 5 ly. Chè màu trắng em xin giới thiệu là chè bột quán. Chè màu xanh là chè đậu xanh. Còn chè màu vàng là chè đậu xanh đắng. Là chè chuối chưng. Em tưởng anh nói chè màu vàng là chè vàng chứ. Cái chè kia là chè thân. Chè đậu đen. Rồi xôi nước. Xôi nước. Có xôi nước anh? Có. Đậu đen. 7 loại. Đậu trắng. Mong rằng là chắc là mình mỗi loại là mình dở ra một ly ha anh. Ly đúng rồi. Giá hàng tên thôi. Dạ. Giá hàng trên đúng rồi. Thì thôi bây giờ em dở phụ anh nha. Vậy anh đốt nhang đi, anh đốt nhang để mấy anh em dở. Khui cái hàng trên để cho cắm muỗng vô luôn. Đúng rồi. Như vậy là hả để cho cậu Năm cùng với lại người dùng chè cả nha. Này chè đậu xanh khác đúng không? Mỗi thứ mình chưng một món khui ra. Dạ. Cắm muỗng vô. Cắm vô luôn. Cắm muỗng nó để đúng rồi, cắm luôn, cắm sát xuống luôn. Đó. Đó. Muốn này đắt lên luôn. Cắm sát xuống luôn. Đó. Cắm xuống thì
giống như là hả, mình chỉ mở hàng trên là để cho các cậu Năm Vũ Linh với lại mọi các bà con cô bác ở đây nè biết là hả, chè là sẽ mở nắp ra hàng đó, thì những hàng sau thì mọi người tự mở. Đây em xin giới thiệu là cả nhà một chè bột quán, chè đậu đen, chè đậu xanh, phải rồi, chè sô nước, chè 35 ly, chè thơm, đây. Quá chừng chè luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi nó đó. Sô nước. Hay đây là chè chuối nè. Giờ thì anh Niêu cũng đang cúng nhậu nha cả nhà. Đó, để cho cậu dùng chè buổi chiều. Thì một lát nữa đây thì cũng có cơm chay nữa. Thì em quay cách xa xa cho cả nhà chúng mình xem. Quá chừng chè luôn đó nè. Thì bây giờ cũng đã ngày đó nha, là 5 giờ rồi. 5 giờ chưa? Mới bắt đầu hả? Trời 6 giờ tối vô trời, trời nó mưa ha. Coi không, xe cẩu vô không la vậy. Xe cẩu không có gì luôn á. Em đâu có xe cẩu mà chứ em đâu có chuyện xe cẩu chạy đá đâu. Xe cẩu vô. Không nói đúng mà. Phút kỳ đám cho nên mọi người mới đi. Nói trời luôn anh chị. Rồi bây giờ đang chuyển mưa ở mộ cộng đó nha cả nhà. Wow, mưa rất là lớn nha. Đó thì chiều nay thì cũng không có dọn gì nhiều cả nhà, tại vì lúc nãy thì cũng đã trùm rồi lại bớt mấy cái hoa rồi. Đó. Trầm lại hết rồi để hạn chế cái việc mà mưa ướt tạt cũng như là gió ngã đổ rồi đó cả nhà. Ngoài trời thì mưa bay tay nha cô chú. Và cái video của Hiền Tiên đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Tiên ra những video mới nha. Chúc cô chú anh chị có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình cũng như là khá nhiều thành công.